Dạ, một câu hỏi tiếp theo con kính xin gửi lên thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con đang ngồi ở trong giảng đường của chùa Hộ Lệnh Thái Nguyên. Con xin thầy trả lời giúp con một câu hỏi. Mẹ của người thân con hiện nay đang bị bệnh nặng, không nhận biết được nữa, chỉ nằm chờ chết. Gia đình muốn mời ban hộ niệm, con trả lời rằng người đã mê man rồi thì không đủ điều kiện để nhận ca hộ niệm. Con đã phải nghe sự chỉ trích là ban hộ niệm này giỏi thật, không có người tu nào lại thiếu lòng từ bi như vậy. Dù họ chết rồi hay không biết gì nữa cũng phải nhận ca chứ. Vậy con xin thầy giảng giải giúp cho con để con hiểu được ạ. Hôm nay người thân của con cũng có mặt ở đây. Con xin thành kính cảm niệm tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này xin trình lên ngài Vĩnh Tường. Ngài Vĩnh Tường mau mau lập ban hộ niệm cho Phật tử học hộ niệm liền đi, chứ không thì cái tình trạng mà hiểu lầm về cái người hộ niệm, cái pháp hộ niệm vẫn còn rất nhiều người vướng đấy chứ vị. Và đây là một trong những cái vướng thường xảy ra cho chúng ta đấy. Cho nên mong đầu tiên là lên thỉnh ngài Vĩnh Tường, mong ngài vì chúng sanh lập nhóm hộ niệm hướng dẫn cho người ta pháp hộ niệm liền đi. Khi chư vị tích cực tham gia với ngài Vĩnh Tường, yểm trợ ngài Vĩnh Tường và chúng ta học tập với ngài, tự nhiên tất cả những câu hỏi này sẽ trả lời một cách vô cùng là cụ thể, xác đáng. Còn hôm nay thì thời gian này ngắn ngủi, Tịnh Hải nói sơ cho chư vị biết là người hộ niệm hoàn toàn không có một cái năng lực nào để cứu người thân của mình, là không chư vị. Người hộ niệm hoàn toàn không có một cái năng lực nào để cứu người thân của mình. Ấy vậy mà nếu người thân và gia đình thành tâm tin tưởng người hộ niệm, làm theo người hộ niệm, thì người thân của mình có cơ hội được vãng sanh rất cao. Rất cao, là không như vậy. Vô tình cái những người hộ niệm nó không có năng lực mà lại có cách hướng dẫn cho chính người thân cha mẹ của mình đó đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Như vậy người thân của mình mà được muốn lợi lạc thì chính người thân của mình trước sau gì cũng phải tự thực hiện lấy con đường vãng sanh, tự thực hiện lấy con đường lợi lạc thiện lành cho tương lai. Chứ người hộ niệm không tham dự vào con đường là mẹ mình được vãng sanh hay mẹ mình được bị đọa lạc, mẹ mình được giải thoát hay mẹ mình được giải thoát, tất cả đều do chính người mẹ mình, người cha mình hay là người bệnh đó thực hiện mới đúng. Với cái giáo lý của Phật dạy là tất cả đều do tự mỗi người thực hiện lấy, gọi là tất cả do tâm lực của người đó thực hiện. Chứ vì nghe rõ ràng từng điểm chưa? Như vậy thì muốn hướng dẫn người bệnh làm được. Chư vị ơi, người bệnh phải tỉnh táo, người bệnh phải nghe lời, người bệnh phải làm đúng theo hướng dẫn của ban hộ niệm thì người bệnh mới được lợi lạc. Nếu người bệnh không làm theo, người bệnh hoàn toàn bị mê mệt, người bệnh hoàn toàn bị rơi vào cái cạm bẫy. Tức là hồi nãy, tình nãy này nó giống như cái chân của mình đã chui vào trong cái bẫy, cái tay của mình đã chui vào trong cái kẹp, cái cổ của mình cũng kẹp luôn, nhiều cái cá thân chắc mình đều ở trong cái bẫy hết. Thôi chịu thua, không cách nào có thể cứu.
được là như vậy. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho là ban hộ niệm luôn luôn nhắc nhớ là hộ niệm, phải hộ niệm từ lúc nào Bác Đạt? Ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ, coi chừng cũng đã trễ rồi, chứ đừng có nói chờ tới ngày mai. Hiểu không chư vị? Quốc sư Trung Phong Ngài nói thế này: hôm nay chúng ta đi về Tây Phương để thành Phật. A-di-đà Phật đã chê là muộn rồi, thế mà có người còn chờ, chờ cho đến lúc chết rồi mới kêu ban hộ niệm, thì làm sao mà Phật khen được, đúng không chư vị? Cho nên mong chư vị phải nhớ là khi biết hộ niệm rồi, chúng ta phải học ngay, thực tập ngay. Để chi? Tại vì lỡ ngày mai mình tắt hơi ra đi, làm sao kịp đây chư vị? Trong khi bao nhiêu mối rối, bao nhiêu mối lo, bao nhiêu sự chấp đức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm chúng ta. Tình hai nói là còn nguyên vẹn trong tâm, chứ không phải còn nguyên vẹn ở ngoài. Ở ngoài thì dễ lắm, cầm đồng tiền lên thả xuống thì dễ lắm. Nhưng mà thả đồng tiền đó ta, trong tâm chúng ta còn tham, còn tiếc, còn gì đó, còn bức xúc trong đó. Như vậy thì cái kẹt trong tâm phải cần thời gian để mà bỏ ra chư vị ơi. Như vậy thì muốn cho người hộ niệm, tới hộ niệm cho người thân của mình, mong người thân của mình khi nghe những lời này mau mau tới năn nỉ Ngài Vĩnh Thường: Ngài ơi, mau mau mở lớp học hộ niệm cho con học đi Thầy. Học liền đi chư vị ơi, không được chần chờ nữa. Chính Tịnh Hải này đã đi nói hộ niệm đây đến đây là 25 năm rồi. Có lúc mà khi nói đến hộ niệm, có những gia đình khóc, ơi là khóc, khóc đến nỗi mà không kìm được giọt nước mắt. Ân hận đến nỗi mà có nhiều người khóc cứ nằm dài xuống đất mà vỗ cái tường như này, vỗ cái nền nhà rầm rầm như vậy mà ân hận. Vì sao như vậy? Vì mới cách đó mấy ngày, người mẹ, người cha đã ra đi. Chính người con này đã làm những việc đại hại, tạo thêm cho mối đại họa cho cha mình mà hoàn toàn không may. Khi nghe tới rồi thì ân hận ơi là ân hận. Mà ân hận gì? Ân hận cha mình, mẹ mình đã bị nạn rồi, làm sao cứu ra đây? Chứ vì hiểu không? Chính vì thế mà ở đây nói rằng là tại sao một người tu hành mà không có cái tâm từ bi? Thực ra người ta từ bi lắm đấy chư vị ơi. Người hộ niệm là thực ra không dám nói đại từ đại bi mà từ bi cao lắm đấy. Hãy tham gia đi hộ niệm cho người ta, chư vị mới thấy cái lòng từ bi của người hộ niệm như thế nào. Chính cha mẹ mình bị nạn, chính cha mẹ mình bị khổ, mà con cái không nữa nào mà ngồi trước cha mình một vài tiếng đồng hồ để mà năn nỉ cha mình niệm Phật, mà trăn trở cho cha mình, mà vuốt ve cha mẹ mình. Trong khi người hộ niệm người ta trọn đêm, mà nhiều khi từ đêm này qua đêm khác người ta không từ chối. Chứ vì lúc đó mới thấy cái từ bi của họ như thế nào. Mà đối với mình đau khổ như vậy, cha mẹ mình lúc ra đi đó vì đau đớn cho nên nhăn lên nhó xuống, cự này cự nọ, mà mình không chịu nổi được, lại chính người hộ niệm chịu đựng được những cảnh này. Nhiều khi cha mình la cái người hộ niệm, mẹ mình chửi cái người hộ niệm, mà họ vẫn ôm sát bên cạnh, họ năn nỉ, họ ý ôi để cho mẹ mình giảm bớt cơn buồn, giảm bớt cơn bức xúc để tìm cách cứu mẹ mình mà mình không hay. Chư vị ơi, có đi rồi mới thấy thế nào gọi là từ bi. Chứ ở đây chúng ta cứ nói từ bi mà thực ra chính mình hoàn toàn không ban phát cho người mẹ của mình một chút lòng hiếu thảo mà không may. Người cha của mình ra đi, mình không bao giờ mình nỡ được cái nụ cười để khuyên người cha mình, mà mình không biết rõ ràng mình yếu hơn người hộ niệm rất nhiều. Thế thì tại sao khi cha mẹ mình khi ra đi mà ban hộ niệm có thể từ chối như vậy? Tại vì xin thưa thực, nếu đã đến cái giây phút mà sắp sửa xả bỏ báo thân, hồi giờ lại không biết gì về pháp Phật, hồi giờ không biết gì về hộ niệm, làm sao người hộ niệm đến khuyên được một người đang ở trong cảnh đại nạn, đại họa, đại kinh hoàng, đại sợ sệt,
bao nhiêu những cảnh giới ngặt nghèo đang bao vây. Làm sao mẹ mình có thể nghe? Làm sao cha mình có thể sửa? Làm sao mẹ mình có thể tin? Làm sao cha mình sẵn sàng thực hiện đầy đủ con đường vãng sanh để chính cha mẹ mình được đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi? Thấy không chư vị? Tức là đến lúc đó dẫu cho ban hộ niệm có đến cũng không làm việc được. Vì ngoài cái gọi là cái vòng tay giúp đỡ của ban hộ niệm thành ra, các ngài nói tôi thương ông cụ lắm, tôi chỉ có toàn tìm cách là đưa cái tên của ông cụ đây, của bà cụ đây, tôi về đạo tràng ngày đêm niệm Phật hồi hướng cho ông cụ, chứ không biết làm sao hơn. Đây là do tại vì chùa hộ lệnh này hồi giờ không chịu học tập hộ niệm, không chịu dạy cho chúng ta hộ niệm. Vậy thì xin quý vị mau mau học hộ niệm liền đi, để tránh sự hiểu lầm này. Rõ ràng tất cả đều có quy luật, có điều kiện. A-di-đà Phật thương cha mẹ mình đến nỗi ngài mãi mãi đứng không dám ngồi, ngài giơ cái tay xuống mời cha mời mẹ mình đi về Tây Phương Cực Lạc, nhưng cha mẹ mình không chịu đi, ngài cũng đành chấp nhận. Nhìn thấy cảnh thương đau của cha mẹ mình, ngài cứu không được, Phật cứu không được, thì làm sao một người phàm phu như ban hộ niệm cứu cha mẹ mình được? Hiểu không chư vị? Mau mau hiểu cái này, mong chư vị quyết tâm đến chùa hộ niệm lấy ngài Vĩnh Tường. Ngài mở khóa tối thì mình đi theo khóa tối, mở khóa sáng đi theo khóa sáng. Học đi chư vị, có thể một vài tuần mình ngủ ra chút chút, cứ tiếp tục học đi chư vị, sẽ có cơ duyên cứu được người thân của mình, cứu luôn cả mình, cứu nhau đi về Tây Phương Cực Lạc nhé. Chiều không chư vị. A-di-đà-phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm trên công đức của thầy Thích Tịnh Hải. Và chúng con cũng xin hứa với thầy là chúng con cũng lương vào thầy Thích Vĩnh Tường, lương vào các quý thầy, quyết lòng một đời này nghiên cứu học tập pháp hộ niệm để chúng con hiểu thấu và hành đúng pháp hộ niệm, để đời này chúng con cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng như là đi hộ niệm thì giúp người hữu duyên có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý với con là như vậy không? Dạ. Chúng con xin thành tâm cảm niệm trên công đức của quý thầy và đặc biệt là thầy trụ trì Thích Vĩnh Tường. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn đi để chúng ta trân quý lấy cái cơ hội này. Xin thưa với chư vị là cơ hội thoát khỏi sanh tử luân hồi nhiều khi chỉ có một lần thôi chư vị ơi. Nên chúng ta cố gắng đừng bỏ qua cơ hội này. Dạ câu hỏi.